Thi Nhung và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài truyền hình Việt TV. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam với các tin tức liên quan đến Việt Nam và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho biết Việt Nam là điểm nóng tranh chấp đất đai trong khu vực Đông Nam Á. Một báo cáo nghiên cứu của hai tổ chức tư vấn TMP System và Rights and Resources Initiative trụ sở tại Anh Quốc vừa được công bố cho thấy khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là điểm nóng về tranh chấp đất đai trên thế giới. Được biết, 88% tại Đông Nam Á vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Hai tổ chức tư vấn TMP System và Rights and Resources Initiative được tài trợ bởi các nhà hoạt động vì quyền đất đai trên thế giới cùng với chính phủ của Anh Quốc và Na Uy. Vào hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 10, công bố kết quả nghiên cứu có đến 88% các vụ tranh chấp đất đai ở khu vực Đông Nam Á chưa được giải quyết thỏa đáng, khiến cho khu vực chiếm 61% tỷ lệ trên toàn cầu trong tranh chấp đất đai tính từ năm 2001. Bản báo cáo chỉ ra chi phí kinh doanh của các công ty tại Đông Nam Á bị ảnh hưởng nhiều do phải chi trả trong việc bồi thường đất đai trưng thu từ cộng đồng cư dân bản địa. Trong đó nêu rõ 65% công ty bị thất thoát tài chính vì liên quan đến 51 trường hợp tranh chấp đất đai nghiêm trọng. Facebook mở rộng nhưng vẫn bị kiểm duyệt tại Việt Nam. Thưa quý vị, Facebook đang truyền bá cho những nhà kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam về lợi ích và hiệu quả của hình thức kinh doanh qua mạng, được xem như một nỗ lực để củng cố hoạt động của mạng lưới kỹ thuật số. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam tiếp tục lên tiếng ngăn chặn những thông tin bị cho là độc hại trên những công cụ mạng xã hội. Facebook đang làm việc với các quan chức nhà nước Cộng sản để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trực tuyến nhỏ. Trước đó, nhà nước Việt Nam liên tục yêu cầu các tập đoàn truyền thông lớn như Google, Facebook can thiệp vào việc gỡ bỏ những tài khoản, video hay những tài liệu mà theo chính quyền Hà Nội là mang nội dung xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước, xúc phạm nhân phẩm của người khác, có khái niệm xấu. Cũng trong tháng 4, Chủ tịch về chính sách sản phẩm của Facebook, bà Monica Bickers, đã gặp gỡ các quan chức của Bộ Thông tin tại Hà Nội, được cho là để bàn thảo về việc gỡ bỏ những tài khoản mà chính phủ Hà Nội cho là xuyên tạc trên Facebook, tấn công thù địch, xúc phạm nhân phẩm và đặc biệt là mạo danh các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Mua chức đại biểu quốc hội giá 1,5 triệu Mỹ Kim. Mạng xã hội đang nóng lên trước thông tin một cựu đại biểu quốc hội khai từng chi 1,5 triệu Mỹ Kim khoảng 30 tỷ đồng để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam. Bà Châu Thị Thu Nga từng làm tổng giám đốc tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group, hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án. Tin cho hay, tại phiên tòa xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho bà Nga, ông Hoàng Văn Hướng, đã đề cập đến khoản tiền khoảng 30 tỷ đồng mà thân chủ của mình đã khai là dùng để chạy làm đại biểu Quốc hội Việt Nam. Vụ hối lộ chạy vào Quốc hội Việt Nam của bà Nga là một trong những tin được tìm kiếm nhiều nhất trên Google và Facebook. Trong phúc trình công bố hồi tháng 3, trong đó có nhắc đến Việt Nam, phúc trình nhận định rằng nhiều nước ở Á Châu, Thái Bình Dương thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng. 900 triệu người ở 16 nước trong khu vực đã phải hối lộ. Phiên sơ thẩm xét xử cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án nhà đất bắt đầu vào sáng ngày 2 tháng 10. Cambodia thu hồi quyền công dân 70.000 người và đa số là người gốc Việt. Bộ Nội vụ Cambodia đang xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân của gần 70.000 người, đa phần là người gốc Việt, đang sinh sống tại Cambodia. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời chính quyền tại Phnom Penh nói rằng giấy tờ về quyền công dân của những người này không đúng quy định và đưa vào đó nhóm người di dân này đã được cấp quốc tịch một cách nhầm lẫn. Tuy nhiên, trong một bài báo mang tựa đề Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị nhắm mục tiêu, tờ Khmer Times trích lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sang Khen dọa rằng sẽ dùng hành động pháp lý để buộc tội những viên chức đã cấp giấy tờ không đúng quy định. Ông Sopa, Vụ trưởng Vụ xuất nhập cảnh nói rằng các giới chức vi phạm sẽ bị trừng phạt và rằng tiểu nghị định có liên quan sẽ được thực hiện trong những tháng tới. Tờ Khmer Times trích lời ông Pa nói rằng những người sở hữu các loại giấy không đúng quy định sẽ bị trục xuất trong tương lai. Báo Phnom Penh Post nhận định rằng tư tưởng bài Việt Nam vẫn luôn ngấm ngầm trên chính trường và trong xã hội Cambodia. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến việc tìm thấy chất độc Vioxx trên áo Đoàn Thị Hương và Aisha.
Một chuyên gia nói với tòa án Malaysia hôm 5 tháng 10 rằng có dấu vết về chất độc thần kinh chết người trên áo của hai phụ nữ. Bị cáo buộc đã thực hiện vụ ám sát gây rúng động, giết chết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh vào mặt ông tại sân bay Kuala Lumpur vào hôm 13 tháng 2. Raja Subramaniam, chuyên gia về vũ khí hóa học của chính phủ Malaysia, nói phân tích của ông cho thấy dấu vết của chất độc này và các chất phân rã trên ống tay áo phông của Hương và các chất phân rã của chất này trên áo sơ mi không tay của Siti Aisyah. Trả lời câu hỏi của bên công tố, Raja xác nhận có thể dùng lòng bàn tay trần để bôi chất độc này và nhiều khả năng không nguy hiểm cho người bôi nếu kịp thời rửa tay. Ông Raja nói ở những chỗ ít nhạy cảm nhất như lòng bàn tay, nơi mà có nhiều mô và mỡ cản trở việc thấm hóa chất, người ta có đến 15 phút để rửa trôi chất độc thần kinh bằng nước. Hương và Aisha đều không nhận tội. Họ nói họ tưởng rằng đã tham gia một trò đùa trong một chương trình truyền hình thực tế. Vì sao Việt Nam chịu tác động lớn nhất trong xung đột Triều Tiên? Trong báo cáo vừa công bố ngày 3 tháng 10, tổ chức đánh giá tín nhiệm nổi tiếng Moody's nói rằng Việt Nam và Nhật Bản sẽ là những quốc gia bên ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tín nhiệm quốc gia nếu xảy ra xung đột. Nguy cơ này đang ngày càng tăng cao cùng với những lời lẽ đe dọa gay gắt từ các bên liên quan trong xung đột. Moody's dự báo nếu xảy ra xung đột quân sự ở bán đảo Triều Tiên, tác động của nó sẽ rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam thông qua tương tác với nền kinh tế Hàn Quốc. Theo báo cáo, cứ 10% sụt giảm GDP của Hàn Quốc sẽ kéo theo khoảng 0,7% cho tới 1% sụt giảm GDP của Việt Nam. Chuyên gia Anas Kashat của Trung tâm Dịch vụ Đầu tư Moody's tại Singapore cho biết rằng đã xem xét rất nhiều đến điểm yếu tố để đưa ra kết luận trên, bao gồm 3 khía cạnh quan trọng. Đó là sức mạnh kinh tế, sức mạnh tài chính và độ nhạy cảm đối với rủi ro. Cụ thể, lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi xung đột là xuất khẩu của Việt Nam. Có đến 20% sản phẩm trung gian của Việt Nam được nhập từ Hàn Quốc. Báo cáo dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm nay, sản phẩm công nghệ thông tin và linh kiện là những sản phẩm chủ yếu mà Việt Nam nhập vào từ Hàn Quốc. Đề nghị dừng nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các ban ngành có liên quan dừng việc nhận chìm 2,4 triệu mét khối bùn thải ngoài khơi tỉnh này. Số bùn thải này là của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, nạo vét từ cảng tiếp nhận than của trung tâm này. Giấy phép cho việc đổ bùn này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý hồi năm 2014 và hồi tháng 5 năm nay đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Xin nhắc lại là hồi tháng 6 năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã cấp giấy phép cho đổ bùn thải xuống biển gần khu bảo tồn Hòn Câu. Tuy nhiên, do sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận và báo chí, các nhà khoa học, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Trong kiến nghị của tỉnh Bình Thuận gửi lên cấp trên, cũng đề nghị đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào diện kiểm soát đặc biệt về môi trường, vì cho rằng các hoạt động của nhà máy điện chạy than này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn về môi trường cho tỉnh Bình Thuận. Công ty mua bán nợ Việt Nam nói rằng đạt chỉ tiêu năm 2017. Công ty quản lý tài sản của Tổ chức Tín dụng Việt Nam gọi tắt là VAMC cho biết đã giải quyết được 60% số nợ xấu trong năm nay và đang nỗ lực giải quyết nốt 40% còn lại trong 3 tháng cuối năm. Theo đó, thì tính đến cuối tháng 9 năm nay, VAMC đã giải quyết khoảng 13 tỷ đồng, tương đương với 572,69 triệu Mỹ Kim là nợ xấu. Và dự trù sẽ có thể giải quyết thêm 9 tỷ đồng nợ xấu và khoảng xấp xỉ 400 triệu Mỹ Kim trong quý 4, đạt ra mục tiêu đề ra của năm 2017. Nguồn tin cho biết các ngân hàng không bán nợ xấu cho VAMC cũng đang tiến hành thu thập hoặc bán đấu giá tài sản thế chấp của con nợ. Giới chuyên gia cho rằng thị trường giải quyết nợ xấu tại Việt Nam ngày càng trở nên tích cực hơn trong những tháng vừa qua. Trong đó, danh tính các công ty thiếu nợ được công khai. Nhiều cá nhân và tổ chức cũng dễ dàng tiếp cận thông tin và có cơ hội để mua các công ty này với giá cả hợp lý thông qua đấu giá và thanh lý. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm nay dự kiến đạt 8 tỷ Mỹ Kim.
đó là thông báo của ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho biết tại hội thảo diễn biến mới về thị trường xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2017, tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 5 tháng 10. Cũng theo ông Quyền, sản phẩm xuất khẩu năm nay có sự khác biệt với những năm trước đó. Đó là ván nhân tạo chiếm số lượng rất lớn, đặc biệt đối với thị trường Australia. Nói chung, cả xuất khẩu và sản xuất của các sản phẩm gỗ đều tăng trưởng mạnh tại các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn. Thông tấn xã Việt Nam cho hay tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã chính thức ký tắt Hiệp định Đối tác Tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh Âu Châu. Hiệp định này sẽ bảo đảm toàn bộ các sản phẩm gỗ nằm trong danh mục đã thống nhất giữa Việt Nam và EU có thể tạo ra những thay đổi căn bản về ngành chế biến gỗ tại Việt Nam. Lượng phát thải khí CO2 cao gấp 3 lần trong năm 2030. Thưa quý vị, lượng phát thải khí nhà kính CO2 tại Việt Nam năm 2030 dự đoán sẽ cao gấp 3 lần so với năm 2010 nếu Việt Nam không có các biện pháp giảm nhẹ kịp thời. Thông tin này được bà Vũ Minh Hải, Chủ tịch nhóm công tác về biến đổi khí hậu đưa ra tại hội thảo hướng đến hội nghị COP23, tham vọng lớn hơn nhằm giữ nhiệt toàn cầu tăng dưới 2 độ C, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 10. Được biết, COP23 là hội nghị lần thứ 23 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Bà Hải nhận định rằng chính sự phát triển công nghiệp hóa là nguyên nhân làm tăng hàm lượng khí CO2 tại Việt Nam. Bà cho biết lượng phát thải CO2 năm 2013 cao hơn 3,5 lần so với năm 1991. Ngành năng lượng được cho là thải ra lượng khí CO2 lớn nhất. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.